Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày, chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích về tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 27 tháng 4 năm 2019, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng dự kiến hình thành từ 4 đến 6 trung tâm sau thu hoạch, đạt công suất chế biến rau, củ quả từ 50.000 đến 120.000 tấn trên một trung tâm. Huyện Đam Rông đang chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trồng cây dâu tằm. Tổng cục Lâm nghiệp khuyến cáo mùa vụ trồng rừng xuân hè. Giá cam liên tiếp sụt giảm chạm đáy khiến nông dân không hiểu được nguyên nhân. Con số hôm nay, chuyện chông chênh cá tra. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay, theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020, các vùng sản xuất rau, củ quả tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương phấn đấu đạt tỷ lệ sắp xỉ 30% sản lượng nông sản được sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại đảm bảo quy trình kỹ thuật hiện đại. Nhằm đáp ứng cho sản lượng nông sản đó, Lâm Đồng dự kiến hình thành từ 4 đến 6 trung tâm sau thu hoạch, đạt công suất chế biến rau củ quả từ 50.000 đến 120.000 tấn một trung tâm. Sản phẩm đưa vào sơ chế, chế biến, phân loại bảo quản sau thu hoạch, ưu tiên các tiêu chuẩn Việt Gáp, Euro Gáp và mức hỗ trợ đề xuất này bằng 50% nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thưa quý vị và quý bà con, hiện toàn huyện Đam Rông có khoảng 300 hecta diện tích cây dâu tằm. Trong năm 2019, địa phương phấn đấu nhân rộng diện tích khoảng 400 hecta, tập trung chủ yếu tại xã Đạ Sa, Romen và ba xã là Đạ Tông, Đạ Long và Đạ Rông. Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, huyện Đam Rông đang chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyển đổi giống dâu tầm cũ sang trồng giống dâu lai như S7CB, VA201. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Được biết, sau thời gian thử nghiệm, hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm ở các xã Đạ Rông, Đạ Tông cho bà con dân tộc thiểu số hiệu quả mang lại từ mô hình này là rất cao. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để huyện Đam Rông nhân rộng diện tích nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, Lâm Đồng hiện có gần 8.900 hecta sản xuất hoa, sản lượng đạt gần 3,4 tỷ cành. Cúc, hồng và lây ơn là ba loại hoa chiếm diện tích nhiều nhất trong cơ cấu các giống hoa trồng tại Lâm Đồng. Trong đó, cúc chiếm hơn 37%, hồng chiếm hơn 17% và lây ơn chiếm 11% tổng diện tích. Nhóm thứ hai có yêu cầu cho thị trường cao cấp hơn như đồng tiền, cẩm chướng, lily chiếm từ 3 đến 8%. Nhóm còn lại chiếm 19,55% gồm vũ nữ, hồng môn, các loại hoa lan và nhiều loại hoa khác nhau trồng với diện tích nhỏ lẻ từ 1 đến 6% mỗi loại. Hoa có nguồn thu nhập cao trong sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng, trong đó có nhiều diện tích ứng dụng công nghệ cao cho doanh thu trên 1 tỷ đồng 1 hecta. Liên tục chương trình, giá cam liên tiếp sụt giảm chạm đáy khiến nông dân không hiểu được nguyên nhân. Con số hôm nay, chông chênh cá tra Việt Nam. Chuyện nhà nông, câu chuyện nông dân sản xuất rau công nghệ cao ở vùng xa. Xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, Tổng cục Lâm nghiệp đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến cáo mùa vụ trồng rừng. Theo đó, thời điểm từ tháng 4 đến tháng 6 là mùa vụ trồng rừng vụ xuân hè của hầu hết các tỉnh trong cả nước. Mùa vụ trồng rừng giữ vai trò rất quan trọng trong sản xuất lâm nghiệp, tác động trực tiếp đến năng suất và chất lượng rừng trồng. Trồng rừng đúng mùa vụ sẽ hạn chế được những tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai và sâu bệnh hại đối với cây trồng, tăng tỷ lệ thành rừng, đồng thời tiết kiệm được vật tư, nhân lực để nâng cao hiệu quả sản xuất. Một số loài cây trồng lâm nghiệp đáng chú ý được khuyến khích trồng như cây mọc nhanh gồm các loài keo, bạch đàn, mỡ, bồ đề, xoan, tông dù, tết, muồng, xà cừ. Cây bản địa gồm có lát hoa, sa mộc, vối thuốc, lim xanh, rê gừng, thông nhựa, tống quá sủ, sao đen, chò chỉ. Cây lâm sản ngoài gỗ gồm các loại cây như sơn tra, quế, hồi, trẩu, trám, mây nếp, luồng, tre bát độ, dổi xanh,
mắc ca, cọ khiết, nông não. Cây trồng ven biển gồm bần, trang, sú, đước, mắm, cóc, tràm, phi lao. Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa phương triển khai trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo mùa vụ, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành theo kế hoạch. Thưa quý bà con, trong chương trình trước chúng tôi có đề cập đến câu chuyện nguy cơ từ một loại sâu keo mùa thu. Mới đây, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức xác nhận loài sâu keo mùa thu tên tiếng Anh là Fall Armyworm đã chính thức xâm nhập vào Việt Nam và đã gây hại tại nhiều địa phương trên cả nước. Trước tình hình sâu keo mùa thu xâm nhập vào nước ta, Cục Bảo vệ Thực vật đã có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có các biện pháp chỉ đạo phòng chống. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thời gian tới các địa phương cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhận biết và biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu cho cán bộ trong các cơ quan chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông từ trung ương đến địa phương và nông dân, tổ chức điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ hại của sâu keo mùa thu trên ngô và các cây trồng khác, đồng thời ban hành tài liệu, quy trình phòng chống sâu keo mùa thu để hướng dẫn các địa phương áp dụng cho chỉ đạo phòng trừ và tuyên truyền, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông trung ương và địa phương. Song song đó, cần tập trung áp dụng các biện pháp vật lý, cơ giới, sinh học theo quan điểm của FAO để đảm bảo giảm chi phí sản xuất, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học ở nơi sâu có mật độ cao, có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất. Khuyến cáo doanh nghiệp đăng ký thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu theo quy định pháp luật hiện hành, ưu tiên thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Quý bà con thân mến, trước đây, mía được xem là cây trồng giúp người dân Thới Bình, Cà Mau thoát nghèo và làm giàu. Nhưng giờ đây, thị trường tiêu thụ hạn chế, giá mía sụt giảm nghiêm trọng, khiến nhiều nông dân phải phá bỏ mía, chuyển sang nuôi tôm và trồng các loại cây khác. Gắn bó với cây mía hơn 20 năm, bà Đoàn Thị Cưỡng đã rất đắn đo trong việc giữ hay bỏ cây mía. Đến đầu năm nay, bà quyết định đi vay ngân hàng 40 triệu đồng để phá mía nuôi tôm, trồng lúa. Thì vậy hồi nào giờ thì nhờ cái mía, nhưng mà bây giờ là phải bỏ cây mía. Cũng tiếc, nhưng mà tiếc con cái là bây giờ là không có giá mà không có nhân công. Hiện nay giá mía chỉ còn từ 500 đến 550 đồng một ký. Mía không có người mua, nếu có người mua thì cũng mua thiếu, không hẹn ngày trả. Trong khi đó, chi phí thuê nhân công thu hoạch tốn từ 300 đến 400 đồng một ký, cộng với tiền mua hâm giống, mua phân bón, thuê nhân công trồng, chăm sóc. Tính ra sau khi thu hoạch, người trồng mía không có lãi, thậm chí bị lỗ. Hiện nay thì cái nhà máy đường Thới Bình thì không còn hoạt động nữa, cũng như là một số cái tỉnh mà lân cận như là Hậu Giang, Phụng Hiệp thì cũng có một số nhà máy cũng đã ngừng hoạt động, cho nên cái vấn đề cây mía thì cái đầu ra của người dân trồng mía thì rất là khó khăn. Theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện Thới Bình giai đoạn 2015-2020, cây mía không còn được đưa vào quy hoạch. Nông dân ở các vùng trồng mía được hướng dẫn chuyển sang các cây trồng vật nuôi phù hợp hơn. Thưa quý vị và bà con, Lai Vung là huyện có diện tích cây có múi lớn nhất tỉnh Đồng Tháp với khoảng 6.000 hecta, trong đó riêng diện tích cam vào khoảng 2.300 hecta. Vĩnh Thới là địa phương đầu tiên trong tỉnh mang cây cam xoàn về canh tác. Thời gian đầu xuất hiện, cây cam xoàn đã mang về nguồn lợi nhuận lớn cho nông dân. Thế nhưng thời gian gần đây, giá cam liên tiếp sụt giảm chạm đáy, khiến nông dân không hiểu được nguyên nhân, ghi nhận của phóng viên 365 ngày chuyển động. Chợ thành phố Cao Lãnh, cam xoàn 25.000 đồng một ký, giảm hơn phân nửa so với thời điểm cách đây 2 năm. Hơn 50.000 đồng một ký thời điểm hút hàng, gần 17.000 đồng một ký cho giá thời điểm hiện tại. Người trồng cam xoàn tại Lai Vung đã không còn cảm nhận được vị ngọt từ cam xoàn, thay vào đó là vị đắng. 1,6 hecta đất canh tác với gần 2.000 gốc cam xoàn là tất cả những gì anh Nguyễn Việt Hòa có được vào lúc này. 10 năm lên vườn, anh đã trải qua mọi thăng trầm cùng trái cam xoàn Lai Vung, từ thời điểm giá cao nhất cho đến thời điểm giá thấp nhất. Cái lúc đó thì lái thu mua kiếm tối ngày đó, giá năm mấy 60 ngàn mà không có đủ bán nữa, không có giặt lửa gì hết á. Còn bây giờ giá 18-19 ngàn mà điện lái hoài nhiều khi nó không bắt máy nữa. Năm nay là cây nó bị vàng, cho sản lượng nông dân làm không có trúng nhiều. Chắc điều này chắc trả tiền vật tư không nổi, nông dân chắc tiêu quá. Ở đây hiện giờ nông dân làm manh mún, 9 người là 10 ý, không có ai mà chịu đồng hành với ý ai chứ. Theo thống kê, đến nay diện tích của cây cam trên cả nước vào khoảng 100.000 hecta, bình quân tăng khoảng 18% trên một năm. Trong khi đó, trái cam vẫn đang chủ yếu tiêu thụ nội địa, chưa có được nhiều thị trường xuất khẩu, một số ít xuất bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.
Khi thị trường Campuchia giảm cầu cộng với sản lượng trong nước nhiều, giá cam lập tức quay đầu sụt giảm. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 2,8 triệu tấn, đây là con số tổng sản lượng cá tra thế giới năm 2018 và trong số này, Việt Nam chiếm tới 45%, đạt gần 1,3 triệu tấn. Theo thông tin mới đây từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2018 ước đạt 2,2 tỷ USD với thị trường chủ yếu là Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong thông tin FAO đưa ra là thị phần cá tra Việt Nam trên thế giới đang có xu hướng giảm dần, chủ yếu do tốc độ tăng trưởng khá nhanh của ngành cá tra tại Indonesia, Ấn Độ và Bangladesh. Thị phần của mỗi quốc gia này hiện đạt khoảng trung bình từ 15 đến 20%. Trong khi đó, tại Trung Quốc, một báo cáo cho thấy có khoảng 20 nhà máy chế biến cá tra tại khu vực phía Nam Trung Quốc, ước tính sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn một năm. Mặc dù quy mô nuôi cá tra tại Trung Quốc còn khiêm tốn, nhưng đang trong xu hướng mở rộng do lợi thế về ngành thủy sản phát triển kèm theo nhu cầu trong nước đối với loại cá này lớn. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, ngành cá tra Trung Quốc sẽ chính thức trở thành đối thủ của Việt Nam tại thị trường nội địa. Cách đây vài năm, các hiệp hội doanh nghiệp đã đề cập bày tỏ lo ngại xung quanh vấn đề cá tra Việt Nam hết thời một mình một chợ. Tuy nhiên, chưa bao giờ nỗi lo lắng ấy trở nên thường trực, gay gắt như hiện tại. Không còn là dự báo, dự đoán, tất cả đã dần định hình một cách rõ ràng. Trước những áp lực cạnh tranh sát sườn, điều quan trọng với ngành cá tra là phải hành động nhanh chóng, quyết liệt hơn nữa, chứ không chỉ loanh quanh đánh giá, bàn thảo, định hướng các giải pháp. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, theo nhiều nhà nông làm nông nghiệp công nghệ cao là rất khỏe, ít rủi ro, lợi nhuận cao. Nhưng muốn làm hiệu quả thì cần phải có nguồn vốn lớn và quỹ đất đảm bảo. Tin tưởng vào cách làm hiệu quả, nhiều nhà nông dù ở vùng xa nhưng cũng mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình thành công. Chuyện Nhà Nông hôm nay xin chia sẻ một gương sản xuất như thế. Xin mời quý bà con cùng đón xem. Bỏ nghề lái xe, anh Dương Đình Thạnh quyết định mua đất ở Đà Sa, Lạc Dương để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Ban đầu chỉ có vài sào nhà kính, sau gần chục năm gắn bó với nghề nông, anh đã tạo dựng được cơ ngơi hơn 3,5 hectare trồng rau hoàn toàn theo hướng nông sản an toàn và còn thuê thêm 1 hectare nhà kính để sản xuất. Diện tích của anh là 2 hectare, anh trồng các loại rau như là trước mắt đậu Hà Lan, rồi súp lơ xanh, baro, rồi lô lô tầng ô. Cái bí quyết của anh là làm thay đổi luân phiên cây trồng. Ví dụ nay anh trồng do lứa này trồng giống này, lứa sau trồng giống khác, rồi anh xài phân thuốc theo của hướng dẫn của bên đại lý. Ngoài tự trồng các loại rau trong khu nhà kính rộng lớn của mình, anh Thạnh còn thu mua nông sản của bà con nông dân quanh vùng. Trung bình một ngày anh thu từ 5 đến 10 tấn rau củ quả các loại, cung cấp cho các chợ đầu mối và các siêu thị trong ngoài tỉnh. Mặc dù chưa đăng ký chứng nhận theo một quy trình chuẩn nào, nhưng anh Thạnh luôn tâm niệm trồng trọt phải theo đúng tiêu chuẩn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải đúng liều, đúng thuốc và cách ly đúng thời hạn để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hơn nữa, các loại rau anh trồng và thu mua khi xuất bán cho bạn hàng đều được qua khâu kiểm nghiệm rất chặt chẽ. Thường thì em xài phân thuốc theo định kỳ. Ví dụ xuống sau một lứa hàng là em xuống phải xuống phân chân. Còn các loại phân chân như phân gà nở là các loại phân mà của đại lý đưa ra tư vấn cho em đó, rồi cứ làm một lứa xuống phân, xong thu hoạch xong xuống phân đều đều vậy. Em trồng hàng đây còn mua các vườn bên lân cận bên nữa. Thì các vườn lân cận trồng bán hàng cho em thì em sẽ đủ cái số lượng mà cung cấp ra cho thị trường. Cùng với diện tích rau và khối lượng công việc thu mua rau hàng ngày khá lớn, anh Thạnh cung cấp việc làm cho hơn 40 lao động thường xuyên với mức lương ổn định hàng tháng. Kính thưa quý bà con, theo anh Thạnh, làm nông nghiệp công nghệ cao cũng cần phải liên kết được đầu ra ổn định với các đầu mối và điều quan trọng là sản xuất ra được những sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Quý vị thân mến, nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.